chào các bác, em lên cái video nhắn hàng trước nhá. Sau đó video này đẩy lên thì bắt đầu em quay cái video chi tiết nhé các bác. Để cho em có video nhắn hàng này để tranh thủ cho các bác chốt trước này. Đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác một ít những cái tủ này, tủ inox, tủ sắt này. Đó, hàng nó cũng cũ thôi nhưng mà nó rất là dày dặn, là tủ này nó đến từ những cái thương hiệu nước ngoài nhé các bác. Đây chỗ này là một lô những cái vài ke nhôm, ke inox này. Đó, chân sắt này, cái con lô này, rất nhiều thứ này, các bác có thể là chụp hình trước này, gửi cho em chốt trước cho nhé các bác. Đó, quay sang bên này nó có mấy cái quạt này, một cái băng tải này, đó, một cái băng tải, em chưa dám giá tiền nhé. Đó, chỗ này là một ít nhôm này, nhôm khung định hình và những cái nhôm thanh nó rất nhiều nhé các bác. Đó, có cho các bác xem trước này. Chỗ này, khu vực này là một ít những cái ti thụt này, ti tì này, một ít ốc, có một bịch ốc mới nguyên còn sót lại này, ốc lục giác này, ke inox các kiểu này, u inox các kiểu này, khóa này, đó, rất là nhiều thứ nhá các bác. Linh tinh này rất là nhiều. Hôm nay ngày thứ ba em mới lên video này. Đây là đèn led này, đèn led 12V này các bác, rất là nhiều. À, đèn led 110V, hàng kiểu như hàng xuất đi thị trường Mỹ hay sao á. Chỗ này là một ít những cái tay đánh gôn này các bác, những cái gậy gôn nhá, những gậy gôn nhưng mà hàng em thấy nó đẹp quá em bán cho các bác mua sưu tầm thôi nhá các bác. Đây là các bác dân kỹ thuật cũng không mấy có thời gian để đi chơi gôn nên này là các bác này, các bác có thể mua sưu tầm nhá các bác. Đó, một ít những cái đồ linh tinh ở này, mâm tròn, mâm inox, mâm nhôm này, này một ít nhôm linh tinh này. Khu vực này thì là toàn nhôm tấm này các bác, rất là nhiều nhá các bác. Đó, hôm nay em chỉ lên cần lấy thứ thôi. Ngoài ra còn rất nhiều nhôm nữa này các bác, nhôm đó, đó đó. Đó, hẹn các bác video chính sẽ lên trong khoảng độ 2 tiếng nữa nhá các bác. Đó, các bác xem được bây giờ ấy. Tại thời điểm em vừa mới đẩy lên thì trong khoảng là 2 tiếng nữa video sẽ lên.